Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Táo Store Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một tính năng cực kỳ hay giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi nhắn tin ở trên chiếc iPhone của chúng ta nhé Như các bạn có thể theo dõi ở đây mình đang nhắn tin với đứa em mình này Và mình gõ chữ TTS xong mình bấm dấu cách phát thì ra luôn địa chỉ của Táo Store là số 25 ngõ 133 Thái Hà Đây là tính năng thay thế văn bản ở trên chiếc iPhone của chúng ta và tính năng này nó cực kỳ hữu ích dành cho bạn nào hay bán hàng tại cửa hàng như táo store và các bạn muốn gửi địa chỉ cho khách thì các bạn chỉ cần gõ cụm từ TTS ra luôn địa chỉ của táo store nhé. Và các cụm từ của các bạn thì các bạn hãy làm tương tự. Ok, trước khi bắt đầu vào video, nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh táo store thì các bạn hãy để lại cho bọn mình một đăng ký kênh cũng như là các bạn hãy like video hoặc các bạn có bất cứ thắc mắc nào về chiếc iPhone hoặc chiếc MacBook của các bạn thì các bạn hãy để lại comment phía dưới để bọn mình có thể làm video cho các bạn Một cách đơn giản, chi tiết và dễ hiểu nhé Ok, để làm được cái thao tác như lúc nãy thì các bạn hãy vào cài đặt Tiếp theo các bạn hãy chọn cài đặt chung cho mình Tiếp theo các bạn hãy chọn vào bàn phím Ở đây các bạn sẽ thấy cái bàn phím của chúng ta và các bạn hãy chọn vào thay thế văn bản Đó, như các bạn có thể theo dõi mình đã cài cái phím tắt TTS này cho cụm từ là táo store Số 25 ngõ 133 Thái Hà Đó các bạn hãy ví dụ ở đây mình thêm một cái, cái Phím tắt mới nhá Cụm từ ở đây ví dụ như là Phím tắt ở đây mình để là TS Đây các bạn lưu ý này uh, TSS tại vì TS lúc nay mình có rồi các bạn lưu ý cái phím tắt này Chính là cái phím mà khi chúng ta nhập Vào ở trong cái văn bản chúng ta thì nó ra luôn Cái cụm từ ở trên rồi mình sẽ bấm Lưu lại cho các bạn xem đó Ở đây mình đã có TS và tss SS rồi Ok, mình sẽ xóa cái TS này đi. Rồi, bây giờ mình quay lại phần nhắn tin cho các bạn này. Khi mình gõ chữ TS, nhấn dấu cách phát ra luôn kênh táo store. Vậy là mình đã chỉ với các bạn cách mà chúng ta tạo phím tắt ở trên chiếc iPhone chúng ta đặc biệt hữu ích dành cho những bạn nào hay phải nhập địa chỉ cũng như là nhập một cái nội dung nó cố định nhá. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh của bọn mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.